Thưa quý vị, tổng hợp thống kê chỉ số chất lượng không khí AQI trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần vừa qua cho thấy, chất lượng không khí trong tuần thì có xu hướng giảm so với tuần trước. Số ngày AQI đạt mức tốt trong tuần tại các điểm quan trắc giảm xuống, trong khi đó thì số ngày AQI chạm ngưỡng kém tại các trạm quan trắc giao thông lại tăng. Cụ thể, tại các điểm quan trắc không khí nền đô thị như là Trung Yên 3, Kim Liên, Mỹ Đình, Tân Mai và Tây Mỗ, so với tuần trước thì trong tuần này, chất lượng không khí ở mức trung bình là chủ yếu và số ngày đạt AQI đạt mức tốt thì lại giảm. Tại hai điểm quan trắc chất lượng không khí giao thông tại Ủy ban nhân dân phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, trong tuần này thì chất lượng không khí có xu hướng giảm xuống. Riêng trạm Minh Khai trong tuần này chất lượng không khí chủ yếu ở mức kém. Tại các điểm quan trắc giao thông nội đô như là Hoàn Kiếm, Hàng Đậu và Thành Công thì có diễn biến tương tự các trạm khác, chất lượng không khí cũng có xu hướng giảm. Cụ thể tại trạm Hàng Đậu có 2 ngày AQI chạm ngưỡng kém, còn trạm Thành Công là 1 ngày. Lý giải nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng trong tuần này thì thời tiết đã có phần hanh khô hơn, đầu tuần không có mưa, sáng sớm có sương mù, đồng thời chênh lệch nhiệt độ và ngày và đêm lớn đã phần nào hạn chế sự khuếch tán các khí thải khói bụi lên các tầng khí quyển cao hơn mà bị giữ lại tại bề mặt đô thị, khiến chỉ số chất lượng không khí trong tuần luôn ở mức khá cao.